Em ý vẫn đứng đây chờ mẹ đấy. Con nghĩ mẹ về là vừa. À, con sẽ ra tận nơi xem thử thái độ của em ý như thế nào. Chốt nốt lần cuối, xem có xứng đáng là con dâu của mẹ Thúy không nhá. Vụ bên trung tâm Phoenix thế nào rồi? Có vẻ như là mấy tay cộng sự vẫn đang hơi áy náy với tay Tú đó. Sao cứ để nhùng nhằng mãi đấy nhở? Bơm tiền mạnh vào, có tiền vào ấy, tình bạn tan ngay. Mở mồm ra là ông tiền, mở mồm ra là ông tiền. Cái gì trên đời này cũng bị ông mang tiền ra trả đạp hết. Cứ tin tôi đi, thà nhiều tiền ấy, vẫn tốt hơn là có tình bạn mà nghèo, hiểu không? Người quen này. Em đi dạy yoga suốt như vậy, tiếp xúc với nhiều phụ nữ, bạn gái em có ghen không? Chị cứ đùa em. Em chưa có yêu. À vừa rồi chị vô tình nghe thấy em nói chuyện điện thoại với bạn. Bạn em đang tìm việc à? À, đứa em gái của em chị ạ. Nó cũng đang đi tìm việc. Em hỏi mấy đứa bạn mà cũng chưa đâu vào đâu. Đợt này thấy tuyển dụng hơi ít. Thế nó làm cái gì? Ngoại hình thế nào? Chị cũng đang cần tìm một cô thư ký đấy. Quan trọng là nhanh nhẹn và thông minh. Con đấy thì nó thông minh, nhanh nhẹn. Còn về ngoại hình thì một người khó tính như em cũng chấm nó được 9 điểm. Thế hôm nào đưa qua gặp chị thử xem nhé. Dạ. Nếu được chị tuyển luôn. Được em đảm bảo, chị cũng tin tưởng. Dạ vâng. Vậy hôm tới em đưa qua nhé. Nếu mà chị ưng thì em cũng gửi gắm chị. Chị dạy dỗ nỗ hộ em. Thôi em xin phép ạ.